kẻ trộm thì phải. Ủa, chị có thấy ai đâu? Em có nhìn lộn không nhờ? Chắc không ai thấy rồi. À! Đau quá! Gì vậy nè? Cái gì mà em chạy nhanh dữ vậy nè? Em có bị làm sao không vậy? Ủa, mà em là ai vậy? Sao chị nhận không ra? Phải Chôm Chôm, Chôm Chôm nhiều tóc lắm. Bạn là ai? Mình là Chôm Chôm thiệt mà. Tại mày bị rụng tóc hết. Xấu hổ quá đi mà. Ê khoan khoan khoan, xoài ơi, chị nhìn kỹ thì đúng là Chôm Chôm rồi đó em ơi. Ủa, Chôm Chôm ơi, sao mà em để tóc của mình rụng hết trơn vậy nè? Em không biết vì sao tóc em rụng quá. Em mặc cảm và xấu hổ quá chị Vân Trang ơi. Thôi Chôm Chôm đừng buồn nữa. Bạn theo chị Vân Trang qua nhà Doctor Khỏe xem. Doctor Khỏe sẽ giúp hết rụng tóc cho bạn nha. Ý kiến hay đó xoài. Bây giờ em về nhà đi ha. Để chị đưa bạn Chôm Chôm qua nhà Doctor Khỏe. Vân Trang và Chôm Chôm qua nhà Doctor Khỏe có chuyện gì không nè? Chào Doctor Khỏe, chào em Bưởi. Ngày hôm nay Vân Trang dẫn Chôm Chôm qua đây để nhờ Doctor Khỏe giúp đỡ. Hả? Sao tóc của Chôm Chôm đâu mất rồi nè? Doctor Khỏe không giúp được con rồi. Nhưng mà có một bạn có thể giúp được cho con đó Chôm Chôm. Là bạn Bưởi hả Doctor Khỏe? Chính xác, Bưởi con giúp bạn Chôm Chôm nha. Wow, Doctor Khỏe ơi, vậy ngoài công dụng làm giảm mỡ, đẹp da thì Bưởi còn có tác dụng ngăn ngừa rụng tóc nữa hả Doctor Khỏe? À, bởi vì tinh dầu trong vỏ Bưởi có thành phần chính là limonin, apinin, linanol, geraniol, citro. Các thành phần này có tác dụng trị rụng tóc, kích thích tóc mọc nhanh và dài hơn, rất là hiệu quả. Doctor Khỏe ơi, nói như vậy thì có nghĩa là mình sử dụng vỏ Bưởi làm mứt để ăn hay là mình sử dụng vỏ Bưởi như thế nào mới có thể chữa được rụng tóc hả Doctor Khỏe? À, chúng ta cần rửa sạch vỏ Bưởi, sau đó thái thành miếng nhỏ, sau đó nữa cho vỏ Bưởi vào đun sôi với lại 1,5 lít nước. Khi sôi, dặn lửa nhỏ và nấu thêm 5 phút thì tắt bếp. Mọi người dùng nước vỏ Bưởi khi còn ấm để gọi đầu. Và nhớ massage nhẹ nhàng da đầu nhé. Việc massage da đầu và phần chân tóc có tác dụng giúp các dưỡng chất dễ thẩm thấu, nuôi dưỡng nang tóc, đồng thời giúp dưỡng ẩm, chăm sóc tóc từ bên ngoài luôn nha. Chôm Chôm, em nhớ kỹ chưa? Mau về thực hiện liền cái cách mà Doctor Khỏe chia sẻ đi. Chứ để rụng tóc như vậy trụi lũi nhìn xấu quá à. Chúc bạn Bưởi cho mình xin một ít giả nha. Để mình làm liền. Chứ không chị Vân Trang chọc mình hoài à. Ê, không có đâu nha. Không chỉ một mình em áp dụng không đâu. Mà chị cũng sẽ dây áp dụng liền. Để có được một mái tóc vừa khỏe, vừa đẹp nữa. Chứ để mà nó rụng tóc, mai mốt không ai thèm dòm chị luôn là không được, không được, không được đâu. Hai. Nói tới buồn thiệt. Thôi thôi thôi, Vân Trang đừng có ghẹo Chôm Chôm của Doctor Khỏe nữa nè. Ôi công nhận, Doctor Khỏe bên học trò của mình thấy sợ luôn á. Quý vị ơi, thời lượng dành cho chương trình đã hết rồi. Vân Trang, Doctor Khỏe và các bạn nhỏ trong vườn nhà của Doctor Khỏe xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại lần sau nha quý vị.